Anh em đang cần tìm mua nick hoặc tham gia event hàng ngày liên tục cập nhật trên tiền gì shop lên ngay nhé các bạn ơi. Ngoài ra các bạn để tham gia event hay ho thú vị và cơ hội nhận quân huy free hàng ngày. Đồng thời gặp sự cố sẽ được bồi hoàn lại 100% nhé. Xin chào anh em, ở trong clip này em sẽ gửi đến cho anh em dàn chuỗi sự kiện chung sức hốt quà để nhận các bộ trang phục free toàn server. Rất là tuyệt vời nha anh em ơi, các bạn có thể nhận được random cực kỳ nhiều bộ skin bậc S. Đầu tiên là về sự kiện nhận là bậc S điêu thuyền mèo công nghệ chứ đã. Cái sự kiện này ấy, sẽ diễn ra ngày mai, tức là mùng 3 tháng 7, rực sáng liên quân free hữu hạn, tức là các tỉnh sẽ tham gia, các bạn sẽ lựa chọn cho mình vị trí địa lý, tức là như sau. Người chơi tham gia ấy sẽ đăng nhập và lựa chọn tỉnh thành quận nơi bạn sinh sống, và chúng ta sẽ làm cái nhiệm vụ để tăng cái điểm tích lũy cho bản thân có từng mốc điểm khác nhau. Tức là chúng ta tham gia ấy, các bạn sẽ tham gia để được các mốc. Đây, đây là các phần quà cá nhân này. Anh em thấy không ạ? Ở góc trái mình của anh em đó là phần quà cá nhân của anh em được chỉ riêng mình anh em. Còn hệ thống lựa chọn người ngẫu nhiên để nhận các phần quà vô vàn giá trị, nào là SH thì thôi, cái này nhường cho người khác. Cái này là phần quà dành cho anh em nhân phẩm. Dành cho anh em nhân phẩm thôi, mà S chỉ là một dân chơi, chơi game thôi, chứ không phải dân chơi nhân phẩm, nên bỏ qua. Cái điểm tích lũy của cá nhân, tức là của chính bạn, được đóng góp vào điểm tích lũy chung. Điểm tích lũy chung này góp vào tỉnh, thành phố, nơi bạn sinh sống. Ví dụ S ở Bắc Cạn đi, đấy, thì em sẽ góp cái phần vào. Và sau khi tỉnh, thành phố đó đạt tối đa cái điểm tích lũy và phát sáng, các bạn sẽ nhận được toàn vùng, tức là toàn cái vị trí các bạn chọn đó, nào là icon, rồi avatar. Nói chung là VIP lắm, VIP lắm. May mà chưa cho ruby vào anh em. Như anh em sẽ hỏi là nếu mà các tỉnh như là Tây Nguyên, rồi Bắc Cạn, rồi Lào Cai, rồi mấy cái nơi hẻo lánh, toàn anh em đồng bào dân tộc Việt Nam chơi và tham gia thì không phát sáng, không đủ người chơi, không đủ phát sáng hay sao? Thôi, mấy ông đừng có lo, gấp. Gà rán thế nào cũng sẽ cho mấy ông free vào 18 tháng 7 thôi. Nên các bạn đừng có lo là tỉnh nào không phát sáng. Tại vì em cảm thấy buồn cười như anh em comment ở trên kênh diễn đàn bảo là vậy thì các tỉnh nhà Tây Nguyên họ toàn đi đồi rồi mặc khố kiểu không chơi game sao? Thôi, mấy ông, tôi lại mấy ông luôn ấy. Người Tây Nguyên giàu lắm mấy ông ạ, giống như Bắc Cạn là tỉnh tôi, tỉnh nghèo thôi, nhưng mà cũng rất là nhiều người chơi và rất nhiều người tham gia. Nên anh em đừng có suy nghĩ là Tây Nguyên thì mặc khố rồi các đồng bào dân tộc ở bên trên, dân tộc của Việt Nam thì lại không có điện thoại chơi gấp. Bọn nó, mấy cái đứa em của tôi ấy, cấp 1, cấp 2 nó điện thoại cảm ứng nó vút ở bờ mới kìa. Nên các bạn đừng có lo, thế nào các bạn cũng sẽ được bộ trang phục free điêu thuyền bậc S mèo công nghệ vào 18 tháng 7 thôi. Tức là cái sự kiện này tham gia ấy, nó kiểu như là sự kiện cộng đồng, nhưng mà chắc chắn 100% anh em nhận được. Bộ trang phục đẹp thế này cơ mà đúng không anh em? Vậy nên nhớ chia sẻ cho bạn bè để ngày mai, tức là ngày mai là mùng 3 tháng 7 đó, tham gia và nhận các phần quà cá nhân, rồi phần quà tập thể. Và sau đó 100% anh em nhận được cái bộ trang phục này. Đừng có mà lo, anh em đừng có lo nhá. Đừng có lo Hoàng Sa Trường Sa không ai tham gia để kết quả lên cho anh em. Thế đó nhá. Sự kiện thứ hai là sự kiện chung sức nhận quà. Cái sự kiện này các bạn tham gia một lần vào 22 tháng 1 năm 2021 rồi. Đấy, các bạn tham gia một lần rồi, cực kỳ đơn giản thôi mấy ông ơi. Tự mình hạ giá một lần, sau đó lại nhờ bạn bè nhập cái mark cost. Trời ơi, cái kiểu này đợt này là mấy cái nhóm lại tràn ngập mấy cái cost rồi, nào là trao đổi nhá. Cái này đơn giản cực kỳ luôn mấy ông ơi. Có hai hình thức hạ giá, các bạn có thể lên YouTube để mà search lại, nhưng mà các bạn xem luôn ở đây cho nó ngắn và gọn nhá. Tự mình hạ giá này, rồi nhờ bạn bè hỗ trợ nè, đó, cực kỳ đơn giản luôn. Các bạn xem video sau đây để biết cách thức. Đầu tiên các bạn sẽ chọn 1/6 vật phẩm random nhá, toàn bộ các bộ trang phục bậc S random cho anh em. Ví dụ nick của S có tất cả các bộ trang phục bậc S rồi ấy, thì các bạn sẽ nhận được giấy vé bùa bậc S hoặc là các vật phẩm khác. Các bạn sẽ đầu tiên sẽ lựa chọn tự hạ giá, nhưng mà tự hạ giá chả hạ được mấy đâu. Chủ yếu là nhờ bạn bè hạ giá để trang phục đó xuống không đồng, à sorry anh em, không quân huy, và sau đó chúng ta chiến. Gửi cái má này cho bạn bè, hoặc là nhập cái má code của bạn bè vào để mà giảm giá cho anh em. Tốt nhất ấy là mang cái má code của mình cho bạn bè hoặc cho cái nick khác. Nhiều ông thì lập hẳn mấy cái mấy chục cái nick để mà tự nhập code, chứ cần giúp. Nhưng mà anh em nào không có nhiều nick ấy,
Và ngoài cái việc hàng ngày làm nhiệm vụ ra thì các bạn lên ngay nhóm TNG trải nghiệm game để mà trao đổi các git code với nhau. Thằng nào mà chơi lừa kiểu là mình nhập git cho nó rồi mà không nhập git cho mình ấy, yên tâm, gửi cho mod, mod sẽ giải quyết trảm luôn anh em ơi. Cái sự kiện này bắt đầu từ mùng 6 tháng 7, tức là từ hôm nay là mùng 2 tháng 7 đúng không? Ngày mai là mùng 3 tháng 7 là bắt đầu sự kiện điều thuyền trước. Thì các bạn có đến mùng 6 tháng 7 đến mùng 5 tháng 8, tức là cái sự kiện này thời gian cực kỳ lâu. Các bạn sẽ random tất cả các bộ trang phục bực S toàn server. Anh em đừng có nhìn là 1, 2, 3, 4 là chỉ có 4 bộ trang phục ở đấy nhá. Không bao giờ luôn. Random toàn bộ trang phục bực S. Người thì được trang phục này, người nhận trang phục kia. Tất cả các nick đều có thể khác nhau. Các bạn nhớ nhé, liên ngay link mobile Trải Game, link phần mô tả. Và tiện đây thì em xin giới thiệu một chút về kênh của mình. Trải Game ấy thì kênh có chuyên mục từ top binh quân cho anh em đánh giá các vị tướng này, mua tướng này, hoặc là chơi các vị tướng ở trong meta mà phiên bản chúng ta đang cập nhật. Ngoài ra còn làm các video hàng ngày về chơi game khác, hay là cái một cái chuyên mục mà rất nhiều anh em ưa thích ở trong thời gian vừa rồi, đó chính là Liên Quân Mobile hỏi đáp. Và để xem các hỏi đáp đấy, ngoài việc các bạn vào trang chủ kênh, sau đấy kéo xuống lựa chọn phần danh phát là Liên Quân Q&A hỏi và đáp ấy, thì các bạn có thể làm cách thức khác như sau. Đó chính là các bạn ở trên phần tìm kiếm của YouTube, lúc nào các bạn search đó chính là Thăng TNG hỏi đáp, các bạn viết như vậy thì các bạn ra các video hỏi đáp, ví dụ nhé. Và một cái video này đây, có câu hỏi anh em chỉ cần hỏi và đặt câu hỏi dưới phần bình luận thôi. Rất là nhiều anh em bình luận đây, 500 bình luận kìa. Mình cố gắng là hàng ngày trả lời câu hỏi cho anh em. Vậy thì làm sao để xem thêm các video hỏi đáp khác, anh em thấy không ạ? Đây, mình thường hay comment hỏi đáp ở đây đúng không ạ? Các bạn hoặc là ở đây, đây, các bạn bấm vào. Đó, sẽ có rất là nhiều video hỏi đáp khác mà các bạn có thể hỏi bản thân S. Dạo gần đây vài ngày tại sao S không làm? Bởi vì chuẩn bị cập nhật mùa 19 rồi, thì S cũng không muốn đi sâu vào câu hỏi của mùng 18 mà đang muốn đợi vào ngày mùng 6 tháng 7, tức là cập nhật phiên bản mùng 9 và reset anh, thì khi đó S sẽ trả lời câu hỏi của mùng 19. Vậy nên hiện tại trong các video về mùng 19, các bạn có thể đặt câu hỏi, bất kỳ câu hỏi gì liên quan Liên Quân, và tốt nhất là về mùng 19 càng hay, để mình có thể hỗ trợ góp ý cho anh em, không phải là dạy, cũng chẳng phải là cái gì, mà chỉ đơn giản là góp ý cho anh em mà thôi, với những câu hỏi và câu trả lời đơn giản hơn nào. Ngoài ra với các video top 5 ấy thì đồng dạng như vậy, các bạn có thể search là Thăng top 5 LQM tại Liên Quân Mobile đây. Ví dụ đây đi. Đó. Nó sẽ có các video top 5 và sẽ làm theo yêu cầu của anh em, tức là anh em chỉ cần đặt cái yêu cầu muốn làm về top 5 gì thôi thì em sẽ cố gắng thực hiện đấy nha. Đồng dạng giống như là ở TNG hỏi đáp thôi, các bạn chỉ cần bấm vào đây, anh em coi nhá, đây Thăng top 5 Liên Quân Mobile, bấm vào đấy ra tất cả trong mục khác. Vậy thì về phiên bản mới, một cái chuyên mục mà rất là nhiều anh em fan của Trải Game rất là ưa thích thì sao? Về phiên bản mới ấy, thì S có hai chuyên mục. Thứ nhất đó chính là chuyên mục phiên bản mới, tức là gửi đến cho anh em các cập nhật của phiên bản mới. Đây anh em chỉ cần từ kênh đúng nào, kéo xuống đấy, phiên bản mới chưa, review nè, rồi sự thay đổi về meta nè, update tướng tăng giảm đây. Đây là các video về mùa 19, anh em thấy các hình ảnh mới ok hơn chưa? Ngoài ra thì có phần hướng dẫn đến cao thủ farm vàng chung nè, rồi cách cự ưu vàng nè, đây. Và khi cập nhật xong phiên bản mới ấy, thì em lại có cái chuyên mục đó chính là review phiên bản mới. Chắc chưa, tức là phần review phiên bản mới này là S test và chơi ở phiên bản mới, và sẽ test các vị tướng được thay đổi và sau đó review lại cho anh em. Chúng ta có cái phần ở trên là Thăng phiên bản mới Liên Quân Mobile. Ví dụ nhá, bấm vào đây đi. Trời dạy quảng cáo quần què gì đây. Đợi chút nha anh em ơi. Tắt đi. Đó. Tức là vào cái phần này ấy, thì mình sẽ gửi đến cho anh em các sự thay đổi của các vị tướng, giống như là anh chàng xưa Pickered nè. Đó. Thì ở đây chúng ta lại có cái mới, đó chính là Thăng phiên bản mới Liên Quân Mobile. Đó, bấm vào. Đây, mùa 19 đây anh em. Mùa 19 đây. Các bạn nhớ hôm mình nhá, là xem ấy thì phải tùy mùa, tùy phiên bản. Ví dụ 3 tháng trước đi. 3 tháng trước là ở phiên bản khác rồi anh em. Thì chúng ta thì không tính và không cần phải xem nữa. Mà chúng ta phải xem theo dòng thời gian, tức là đây là mùa 19 này. Hoặc là ở phiên bản hiện tại, tức là chúng ta phải lựa chọn đúng cái thời điểm mà các bạn cần phải xem.
Bởi vì một số bạn xem ấy thì lại xem ở những cái video tận bao nhiêu tháng trước rồi, đang ở mùa 18 đúng không, thì mấy ông lại đi xem ở tận mùa 16, 15. Như thế là cũng ok. Đó, vậy nên để mà cập nhật thường xuyên hơn ấy, các bạn đừng quên là bấm nút đăng ký kênh nha. Đây đang làm và rồi sau đó còn cổ động cho hai đội tuyển Việt Nam, ông nào vào cũng được thôi. Thì anh em còn nhận hit code thế nào, rồi đã cần tham các kiểu. Rồi cho anh em ơi, và đừng quên vào kênh để xem các video SH mới nhất nhé. Cảm ơn anh em rất rất nhiều. Hãy giúp S để đăng ký kênh, sớm đạt 2 triệu subscribe nào. Anh em ơi, S bây giờ tham gia ứng dụng TikTok. Vậy nên, nếu bạn nào tham gia ứng dụng này, theo dõi anh S nhé. Link ở phần mô tả, các bạn cần click thôi, sẽ được cập nhật thông tin mới nhất, siêu ngắn gọn. Tham gia ủng hộ S nhé. Nếu thấy video hay và có ích, bạn nào chưa đăng ký kênh, cho S một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.